có khá nhiều những cuộc thi về sắc đẹp trên toàn thế giới. Vậy bạn đã bao giờ tự hỏi là những cuộc thi sắc đẹp trên thế giới này ra đời năm nào và đâu là cuộc thi sắc đẹp trên thế giới uy tín nhất hay chưa? Và lớp giải trí sẽ cùng với các bạn tìm hiểu về những cuộc thi hoa hậu trên thế giới với top 10 cuộc thi sắc đẹp uy tín nhất thế giới này nhé. Đây cũng là 10 cuộc thi sắc đẹp nổi tiếng nhất trên thế giới với sự tham gia của rất nhiều thí sinh nhất đấy. 1. Hoa hậu thế giới Miss World từ năm 1951 cho đến nay. Hoa hậu thế giới Miss World là cuộc thi sắc đẹp quốc tế lâu đời và là một trong những cuộc thi sắc đẹp lớn nhất trên thế giới. Mỗi lần diễn ra với khoảng hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự. Những hoa hậu thắng cuộc trong Hoa hậu thế giới sẽ đại diện cho tổ chức Hoa hậu thế giới Miss World Organization MWO tham gia những hoạt động từ thiện trên khắp thế giới. Cuộc thi sắc đẹp nổi tiếng nhất thế giới này còn được nhượng quyền tại hơn 100 quốc gia. Hoa hậu thế giới đầu tiên là Kiki Håkansson từ Thụy Điển, cũng là Hoa hậu thế giới đầu tiên đến từ châu Âu. Hoa hậu thế giới năm 2019 đương nhiệm là Tony Ansing đến từ Jamaica. 2. Hoa hậu Hoàn Vũ Miss Universe từ năm 1952 cho đến nay. Theo Wikipedia, Hoa hậu Hoàn Vũ Miss Universe là cuộc thi sắc đẹp quốc tế thường niên với quy mô trên 90 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự và có trụ sở tại Hoa Kỳ. Miss Universe thu hút 5 triệu người xem tại hơn 190 vùng lãnh thổ và là cuộc thi hoa hậu đông người xem nhất. Hoa hậu Hoàn Vũ hiện tại là Andre Meja của Mexico. Hoa hậu Hoàn Vũ đầu tiên là Ami Kusela đến từ Phần Lan. Kỷ lục của cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ đó là Mỹ 22 năm liền lọt vào vòng bán kết của cuộc thi từ năm 1977 cho đến năm 1998. Trong đó, Venezuela cũng liên tục lọt vào bán kết cuộc thi này trong 21 năm từ năm 1983 đến năm 2003. Hoa hậu Hoàn Vũ Miss Universe là một trong những cuộc thi sắc đẹp thường niên lớn nhất trên thế giới. 3. Hoa hậu quốc tế Miss International từ năm 1960 cho đến nay. Hoa hậu quốc tế Miss International thường được gọi với tên là Đại hội sắc đẹp hay là Thế vận hội sắc đẹp. Và để giành được vương miện của Hoa hậu quốc tế thì các thí sinh tham dự không chỉ cần đẹp là đủ mà cần có rất nhiều yếu tố như là lòng nhân từ, hữu nghị, thanh lịch, trí tuệ, v.v. Vương miện cuộc thi Hoa hậu quốc tế được cung cấp và cấp bảng sáng chế bởi công ty ngọc trai Mikimoto. Đương kim Hoa hậu quốc tế năm 2019 là Bin Sirithon Lia Ramwat đến từ Thái Lan và Hoa hậu quốc tế đầu tiên là Stella Makiu đến từ Colombia. Đây là cuộc thi sắc đẹp được tổ chức thường niên, tuy nhiên cuộc thi sắc đẹp nổi tiếng này đã 3 lần phải hoãn tổ chức vào năm 1966, 2020 và 2021 vì nhiều lý do khác nhau. 4. Hoa hậu trái đất Miss Earth từ năm 2001 cho đến nay. Hoa hậu trái đất Miss Earth là cuộc thi sắc đẹp quốc tế thường niên với số lượng thí sinh tham gia lên đến 80 quốc gia. Hoa hậu trái đất được tổ chức để thúc đẩy nhận thức về bảo vệ môi trường, thiên nhiên, di sản và khuyến khích người dân có trách nhiệm với xã hội. Vương miện của cuộc thi sắc đẹp nổi tiếng thế giới này là sự ước ao của mọi cô gái. Sau khi đăng quang, đương kim hoa hậu sẽ dành thời gian đương nhiệm của mình để thúc đẩy các dự án bảo vệ môi trường, trường học thiện nguyện, trồng cây, dọn dẹp ven biển, v.v. Đương kim hoa hậu trái đất năm 2020 là Lindsay Coffey đến từ Mỹ. Còn hoa hậu trái đất đầu tiên là Katharina Sensen đến từ Đan Mạch. Trụ sở của cuộc thi sắc đẹp uy tín nhất thế giới này tại Manila thuộc tập đoàn Caruso Productions. 5. Hoa hậu Hoàn Vũ quý 3 Miss Universe từ năm 2007 cho đến nay. Hoa hậu Hoàn Vũ quý 3 là sự kiện quốc tế dành để tôn vinh những người phụ nữ đã kết hôn được tổ chức lần đầu tiên tại Sofia, Bulgaria vào năm 2007. Những thí sinh tham gia cuộc thi sắc đẹp nổi tiếng này là phụ nữ đã kết hôn, ly hôn và quá chồng trong độ tuổi từ 18 cho đến 55 tuổi. Đương kim Hoa hậu Hoàn Vũ quý 3 năm 2020 là Judy Ada Karimova đến từ Kazakhstan và Hoa hậu Hoàn Vũ quý 3 đầu tiên là Eleonora Mancheva đến từ Bulgaria. Và trong lịch sử của thi sắc đẹp uy tín này, Việt Nam cũng từng thắng giải với Miss Universe năm 2017, Lưu Hoàng Trâm. 6. Hoa hậu quý bà thế giới Miss World năm 1984 cho đến nay. Hoa hậu quý bà thế giới Miss World là cuộc thi sắc đẹp đầu tiên dành cho phụ nữ đã lập gia đình và thành công trong sự nghiệp của mình. Cuộc thi Hoa hậu quý bà thế giới có chi nhánh ở 80 quốc gia khác nhau. Đương kim Hoa hậu quý bà thế giới năm 2020 là Kate Stender đến từ Ireland đăng quang. Hoa hậu quý bà thế giới đầu tiên Tarosi Senanayake đến từ Sri Lanka. Việt Nam cũng từng được sướng tên trên đấu trường nhan sắc quốc tế
với chiến thắng của hậu Jennifer Leigh vào năm 2019. 7. Người mẫu hàng đầu thế giới, Top Model of the World từ năm 1993 cho đến nay. Top Model of the World là một cuộc thi người mẫu quốc tế dành cho những người mẫu hàng đầu trên thế giới. Sự kiện do Global Banana Group tổ chức lần đầu tiên vào năm 1993 tại Miami. Cuộc thi hiện thuộc sở hữu và quản lý của Tổ chức Sắc đẹp Thế giới. Năm 1993, thì người mẫu hàng đầu thế giới đầu tiên là Francesca Bologna đến từ Ý. Còn hiện tại, Top Model of the World năm 2020 là Pierina Patino đến từ Peru, đăng quang vào ngày giữa năm 2021. Thổ Nhĩ Kỳ là quốc gia giành được nhiều chiến thắng nhất tại cuộc thi với 3 lần đăng quang. Ngoài ra thì còn có những cuộc thi sắc đẹp nổi tiếng nhất trên thế giới có thể kể đến như sau. 8. Hoa hậu thiếu niên thế giới Miss Teen World từ năm 1990 cho đến nay. Hoa hậu thiếu niên thế giới là cuộc thi sắc đẹp tuổi teen quốc tế lâu đời nhất, chỉ dành cho các cô gái tuổi teen chưa từng kết hôn hoặc là sinh con. 9. Hoa hậu du lịch quốc tế Miss Tourism International từ năm 1994 cho đến nay. Hoa hậu du lịch quốc tế là cuộc thi sắc đẹp quốc tế thường niên được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1994 tại Malaysia, có 23 thí sinh. 10. Hoa hậu đại học thế giới World Miss University từ năm 1986 cho đến nay. Hoa hậu đại học thế giới là cuộc thi sắc đẹp quốc tế được tổ chức thường niên có khoảng 70 thí sinh tham gia mỗi năm. Việt Nam với thí sinh Nguyễn Thị Thanh Khoa vào năm 2019 cũng đã giành được ngôi vị cao nhất. Vậy bạn đã từng xem và ấn tượng với cuộc thi tìm kiếm sắc đẹp nào nhất thì hãy cho blog giải trí biết cảm nhận của bạn nhé. Video hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video ngày mai nhé.